Chào cô chú anh chị nha, em có một cái làm ở Tiên Bãi này. Làm của đất ha, em xem cho này. Làm bãi mà mọi người thấy nó khác gì làm mới không? Ui, y như cái làm mới luôn. Làm trượt nha. Cái này là cái phần latin của nó sơn phủ luôn nha mọi người. Đấy là cái lớp sơn nó đã bao phủ phần latin làm như làm mới vậy. Em thấy nó như làm mới luôn. Làm này là mới. Làm cũng làm nằm tóc, làm mình nằm tóc. Anh em nào muốn làm ngắn này, làm này nè. Làm cho cái tin nó chân to nha. Cái tin nào cũng vừa hết nha mọi người. Cái tin lớn là vừa. Làm này nó chạy sức chắc là chạy sức ít tin gọi là sức kiểu như là sức lỡ trở lên đó mọi người, lỡ sức đại đó. Bán đại nha mọi người nha. Có sao con dậy, em thấy nó mới tinh. Mọi người không có thấy được cái phần latin của nó đâu, tại vì em nó sơn phủ hết. Nên là em cũng không có cạo ra để kiểm tra được gì hết trơn. Em thấy nó không có mịn. Nếu mà tính theo cái lớp sơn á, thì em thấy theo cái đường mà sơn chỗ latin á. Thì đây, em nghĩ là phần latin nó nằm dày phía trong này này. Mà làm mới lắm. Con này làm khác gì làm mới. Con này làm này để cho mọi người 500.000 nha. 500.000 cái này có một cái duy nhất nha mọi người, có một cái đẹp. Cái này nó về với cái con máy tin nhỏ nhưng mà lại lắp cái làm trà bá vô. Nên không có dùng được. Rồi. 500.000 cái này nha. Mua thì chuyển khoản giúp em nha.